Chào mừng các bạn đến với chương trình nhận định bóng đá giải danh hiệu quốc tế Hưng Thịnh 2022 được phát trên kênh tin bóng đá. Theo lịch thi đấu thường niên của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, tháng 9 các giải vô địch quốc gia sẽ tạm nghỉ, các câu lạc bộ buộc phải nhà người cho các đội tuyển quốc gia tham gia thi đấu ở giải giao hữu quốc tế. Chính vì thế, V-League 2022 sẽ tạm nghỉ hơn một tuần. Trong thời gian này, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế Hưng Thịnh 2022 diễn ra trên sân vận động Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Hai đội tuyển khách mời tham dự giải đấu này là Singapore và Ấn Độ. Trận đấu mở màn giải giao hữu sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 21 tháng 9 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Singapore. Đây là trận đấu được chờ đợi bởi cả hai đội tuyển sẽ sử dụng những cầu thủ tốt nhất của mình. Cách đây ít ngày, huấn luyện viên Park Hang-seo công bố danh sách tập trung của đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho giải giao hữu. Nhà cầm quân người Hàn Quốc gọi 31 cầu thủ với sự trở lại đáng chú ý của tiền đạo Nguyễn Văn Quyết. Ngoài ra, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng triệu tập nhiều cầu thủ trẻ để thử nghiệm. Trong đó, sự xuất hiện của tiền vệ Khuất Văn Khang là một bất ngờ lớn. Tuyển thủ này gây ấn tượng trong các màu áo đội tuyển trẻ, hiện là đội trưởng U20 Việt Nam, nhưng anh chưa từng thi đấu cho câu lạc bộ nào V-League hay giải hạng nhất. Trong khi đó, cũng chia sẻ về việc gọi thủ môn Văn Toản, người có thời gian dài không thi đấu do chấn thương, và tiền vệ Xuân Trường, cầu thủ không có phong độ cao, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo cho rằng Văn Toản không thi đấu những bước tập luyện, còn Xuân Trường vẫn đang thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai ở vòng đấu trước của V-League. Đồng thời, ông Park khẳng định mình chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn cầu thủ, kết quả trận đấu. Theo thông tin từ VFF, đội tuyển quốc gia Singapore sẽ triệu tập đội hình mạnh nhất của họ tham dự giải giao hữu tại Việt Nam cho những ngày FIFA Day. Giải giao hữu quốc tế Hưng Thịnh 2022 được xem là bước thử nghiệm của đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Singapore trước thềm AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay. Điều đáng chú ý là tại AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Singapore sẽ cùng nằm ở bảng B. Do đó, trận đấu sắp tới sẽ là dịp quan trọng để huấn luyện viên trưởng hai đội đánh giá thực lực của từng cầu thủ. Dù là giải giao hữu nhưng diễn ra trong những ngày FIFA Day, do đó kết quả mỗi trận đấu sẽ liên quan đến việc cộng hoặc trừ điểm của đội tuyển quốc gia trên bảng xếp hạng FIFA. Lúc này trên bảng xếp hạng FIFA tính đến tháng 9, đội tuyển Việt Nam đang đứng thứ 97 thế giới, trong khi đó Ấn Độ đứng thứ 104, còn Singapore đứng ở vị trí 159. Mặc dù vậy, bảng xếp hạng FIFA chỉ mang tính tham chiếu. Được biết, giải giao hữu quốc tế Hưng Thịnh 2022 có sự tham dự của các đội tuyển Việt Nam, Singapore và Ấn Độ. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt trên sân vận động Thống Nhất để tính điểm và xếp hạng. Xác định đội vô địch, đội tuyển Việt Nam lần lượt sẽ gặp Singapore vào 21 tháng 9, Ấn Độ vào 27 tháng 9. Trận đấu giữa Singapore và Ấn Độ sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 9. Như vậy, các đội tuyển sẽ có lịch thi đấu là 3 ngày một trận. Theo thông báo của ban tổ chức, thì đội vô địch cũng nhận giải thưởng lên đến $30,000, tương đương khoảng 700 triệu đồng Việt Nam. Số tiền thưởng các đội hạng nhì, hạng ba lần lượt là 20.000 và $10,000. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Singapore sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 21 tháng 9 trên sân vận động Thống Nhất. Theo bạn, giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Singapore, đội bóng nào sẽ có chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến bình luận nhận định của bạn dưới video chúng tôi biết nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ tin bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.